Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc lồng bẫy cuốc không cần chim mồi. Chiếc lồng bẫy cuốc gồm có các phần chính sau. Thứ nhất là phần lồng. Phần lồng thì chiều là 30 phân, chiều là 35 phân chiều cao. Và đây là phần tay sách. Phần lẫy tự động gồm một quy, một then để tự động. Phần cử động để sập thì gồm có một bán để cử động, có gắn vào sọt có thể tự sập. Và phần bàn khi đặt trên đất, đây là phần bàn thì cũng đã được lên. Và phần bàn đạp để khi chim mồi đi vào, khi con chim định vậy đi vào thì sẽ dán vào cái đây. Đây là chiếc bàn và bên khi ta không bẫy thì ta sẽ kéo toàn bộ cái lồng ngập lên và ta móc vào để xe đi cho nó gọn. Đồng thời thì để thuận tiện cho việc kiểm tra khi chim đã dính vào lồng thì ta không có chuột. Chỗ này khi con chim bị vào đây, con cuốc bị vào lưới thì nó báo hiệu cho chúng ta biết. Và một phần cấu tạo rất là quan trọng để thay cái phần chim mồi, đấy là một tấm gương soi được đặt ở trong phía trong lòng để phản chiếu với con chim khi mà đi đến gần lồng. Và dụng cụ để bẫy thì không thể thiếu được một chiếc đài phát tiếng chim cuốc. Một chiếc đài nhỏ ta sẽ ngụy trang và đặt ở cạnh chiếc lồng này, hoặc là một chiếc loa nhỏ và chiếc đài chúng ta sẽ đặt ở phía xa. Và cách thức khi đặt lồng bẫy như sau: ta chọn vị trí mà có con chim cuốc kêu, ta sẽ đặt lồng xuống, ta mang lồng đi thì ta sẽ để như thế này. Đến vị trí, ta chọn vị trí thích hợp, ta sẽ đặt cái lồng xuống, bỏ cái mông này ra, kéo cái này lên, ta sẽ đẩy cái lẫy này ra, mở phần sập và phần lưới sập lên. Và đây là cái then, ta sẽ đặt xuống đây, gạt vào, đặt cái quy thế này, thế là xong. Sau đó ta đặt cái đài ở bên cạnh và ta cho phát tiếng chim ok, ta đi ra cách xa một vị trí thích hợp để theo dõi chờ đợi tiếng chuông rung lên. Khi con chim cuốc phát hiện ra tiếng kêu vào lãnh thổ của mình thì chúng sẽ đến. Giả sử con chim cuốc sẽ đến và nhảy vào bàn đạp này để đánh con chim cuốc ở phía trong lòng để giữ địa bàn thì lòng sẽ bị sập. Và khi sập xuống thì cái lưỡi này đã hãm lại và con chim cuốc sẽ vùng vẫy ở trong lưới. Lúc đấy sẽ vùng vẫy ở trong lưới và chuông sẽ rung lên thì chúng ta chỉ ra việc ra bắt. Toàn bộ quy trình để bắt được một con chim cuốc cực kỳ đơn giản. Xin chào các bạn.